Em muốn hỏi anh Sái và anh Ti, hình như hai anh không có hợp nhau lắm, lại hay cãi nhau, đánh nhau, choảng nhau. Vậy hai anh giận nhau gì thế? Không nói chuyện với nhau lâu thiệt lâu không? Rồi, chưa có yêu thì hai anh nhường diễn đàn đi. Ok. Đâu làm gì lâu lâu bớt cổ xin đâu làm gì. Thật ra thì cũng không có giận nhau gì hết trơn, hết trò hết. Nhưng mà tính thì tính của SC thì rất là ít nói, cho nên là cũng bình thường cũng không có nói với tất cả hầu ít hết nói, tất cả các nói, thành viên luôn, chứ không phải là chỉ riêng gì Isaac đâu các ít bạn. Ít nói nhưng mà cãi bướng. Nhỏ nó nói chuyện nhảy vô họng nhỏ hả sao nhỏ không cãi. Thôi SC nói đi. No, tại nhưng mà các bạn phải hiểu là anh Isaac có một cái suy nghĩ là sao ta? Gia trưởng. Ừ, lúc nào cũng nghĩ là mình đúng hết trơn á, cho nên là nhiều khi mình muốn cãi cũng mệt lắm, cho nên là thôi tốt nhất là im lặng đi. Mà Isaac mỗi lần mà người ta cãi mà Isaac không cãi lại, Isaac tức lắm, giống như là không muốn nghe Isaac nói chuyện vậy. Kiểu như là kiểu như là điều 1 Isaac luôn đúng, và điều 2 nếu có sai thì coi lại điều 1 thì đó, chính xác. Thực ra thế này là đó những gì SC nói rồi thì Isaac không giải thích nữa, tại vì rõ ràng ba người nói nên mình Isaac cãi lại chẳng khác nào là mình đi cãi lại điều đúng. Thì Isaac đã công nhận thì đó là đúng, nhưng mà còn cái chuyện mà hai người có khi nào giận nhau đến nỗi là không nói chuyện với nhau thiệt lâu hay không thì là chuyện đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì thực ra là cho dù mà có giận nhau thế nào thì Isaac vẫn có trách nhiệm là một người trưởng nhóm, cho nên là lúc nào cũng phải có trách nhiệm mà kêu các bạn xuống tập. Mà nếu như mà giận mà không kêu xuống tập thì không thể nào mà tập được, cho nên bắt buộc Isaac phải kìm nén và bỏ qua hết mọi chuyện và lên kêu các bạn xuống phải tập. Thì cho nên là lý do vì sao mà mặc dù Isaac với ST rất là hay choảng nhau vì tính cách khác nhau, nhưng mà không có lâu cầm chịu cái gì cũng nói cái gì Isaac là một người rất là hay.